Sự việc đoàn phim Phong Khởi Ngày Thường bị phát tán hình ảnh Hứa Ngụy Châu đồng chạm ngực Cổ Lực Na Trác vẫn đang thu hút nhiều sự quan tâm từ khán giả. Mới đây, Cổ Lực Na Trác chính thức lên tiếng, đồng thời thể hiện sự bức xúc khi hình ảnh chạm ngực bị xuyên tạc thành Hứa Ngụy Châu sam sỡ cô. Cụ thể, Cổ Lực Na Trác chia sẻ rằng, tâm địa bẩn thỉu thì nhìn cái gì cũng thấy bẩn thỉu. Sau đó, cô còn viết thêm rằng, từ bẩn thỉu là dành cho những người vô lương tâm, vô tình mang những phân cảnh đã xóa đi lên mạng xã hội rồi đặt điều vu khống. Bên dưới bài đăng của Cổ Lực Na Trác, nhiều khán giả cố gắng để lại bình luận nhưng không được vì nữ diễn viên đã khóa chức năng này. Dẫu vậy, một số khán giả vẫn mang thông tin của Cổ Lực Na Trác đi khắp các diễn đàn phim ảnh rồi chê bai cô IQ thấp, làm người nổi tiếng nhưng phát ngôn không giữ mồm giữ miệng. Dù có tức giận thế nào cũng không nên bộc lộ rõ ràng như thế. Tuy Cổ Lực Na Trác có ý tốt muốn giải thích giúp Hứa Ngụy Châu, song ban đầu cô chỉ nói ngắn gọn khiến khán giả khó hiểu. Nữ diễn viên lại chẳng phân bình luận càng gây nên tranh cãi. Trước đó, cô cũng thường xuyên có những phát ngôn gây sốc, sau đó nhanh chóng xóa đi. Vì vậy, Na Trác bị đánh giá là người đẹp thích tạo chiêu trò và gây chú ý. Trước đó, đoàn phim Phong Khởi Ngày Thường cũng giải thích rằng, hình ảnh Hứa Ngụy Châu đồng chạm ngực Cổ Lực Na Trác thực sự có xuất hiện trong quá trình quay phim. Tuy nhiên, đây chỉ là nội dung của một phân đoạn, chứ không phải Hứa Ngụy Châu cố tình sàm sỡ. Sau khi quay xong, đoàn phim cảm thấy cảnh quay không cần thiết nên quyết định xóa đi. Nào ngờ, một số blogger bằng cách nào đó lại có cảnh quay bị xóa này rồi đăng lên Weibo với nội dung tiêu cực cho Hứa Ngụy Châu và Cổ Lực Na Trác. Cụ thể, ở cảnh quay Cổ Lực Na Trác giả trai rồi cưỡi ngựa cùng Hứa Ngụy Châu, khán giả phát hiện ra chi tiết lạ từ bàn tay của nam diễn viên. Chẳng hiểu là vô tình hay hữu ý mà Hứa Ngụy Châu có màn động chạm khiếm nhã này. Thực tế, cảnh động chạm ngực đã bị cắt khỏi bộ phim. Khi Phong Khởi Ngày Thường phát sóng, khán giả không được xem tình tiết này. Dẫu vậy, ảnh hậu trường có cảnh Hứa Ngụy Châu chạm ngực Cổ Lực Na Trác vẫn bị rò rỉ trên mạng và gây tranh cãi trong khán giả. Một số khán giả cho rằng Hứa Ngụy Châu cố tình lợi dụng cảnh gần gũi để sàm sỡ Cổ Lực Na Trác. Có khán giả lại chê bai Hứa Ngụy Châu không chuyên nghiệp, không tôn trọng đồng nghiệp nữ. Fan của Cổ Lực Na Trác thậm chí còn đòi tẩy chay Hứa Ngụy Châu để lấy lại công bằng cho nữ diễn viên. Thực tế, khán giả tập trung cho rằng hành vi xuyên tạc của các blogger là không đúng, nhưng việc đoàn làm phim cho quay cảnh động chạm ngực nhạy cảm cũng là không nên. Có nhiều cách câu kéo rating, chứ không thể lấy diễn viên nữ ra làm bia đỡ đạn. Dù cho Cổ Lực Na Trác có được bảo hộ an toàn đi nữa, thì hình ảnh này xuất hiện trên màn ảnh cũng phần nhiều tạo cái nhìn phản cảm. Phong Khởi Ngày Thường là bộ phim truyền hình cổ trang được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết xuyên không cùng tên của tác giả Tam Vân Thư. Câu chuyện xoay quanh cuộc đời nữ chính Khố Địch Lưu Ly sống lại ở thời cổ đại, nàng chỉ muốn quãng đời còn lại sống bình yên và hạnh phúc là được. Nhưng nàng không được toại nguyện, về sau bị cuốn vào những âm mưu chính trị và rồi gặp gỡ Bùi Hành Kiệm, một người tài giỏi luôn vì nước, vì dân. Cùng nhau vượt qua mọi âm mưu chính trị và những khó khăn vất vả khác, Lưu Ly và Bùi Hành Kiệm cuối cùng cũng có thể hạnh phúc sống bên nhau. Tuy nhiên, nội dung của bản phim nhất định đã bị thay đổi rất nhiều vì đến tên phim cũng được đổi. Đây không phải là lần đầu Cổ Lực Na Trác chỉ trích các đơn vị truyền thông. Tháng 9 năm 2020, khi bị chê ngoại hình kém sắc, nữ diễn viên phản ứng: "Hãy im lặng, các bạn không thích thì lướt qua, ai bắt đầu." Hành động của cô bị đánh giá là quá nhạy cảm, tra đũa công chúng một cách không cần thiết. Thậm chí trước đó, người đẹp Tân Cương còn phản bác chính fan của mình. Khi Cổ Lực Na Trác diễn cặp với Hứa Ngụy Châu trong Phong Khởi Ngày Thường, người hâm mộ của cô nhận xét hai người không đẹp đôi và hy vọng nữ diễn viên hợp tác với người nào nhìn thu hút hơn. Cô cũng tức giận nói, vậy đừng xem phim nữa, tôi không xứng để các bạn thích đâu. Bạn đi thích một nữ diễn viên khác mà ngày ngày hợp tác với trai đẹp đi. Sau đó, Cổ Lực Na Trác còn muốn đuổi người hâm mộ ra khỏi fandom. Chị đây không có đủ năng lực như mức em mong muốn, chị cũng mệt rồi. Cảm ơn em vì những điều em làm cho chị. Còn về nam chính, kịch bản, công ty thì em không phải muốn như thế nào là được như thế. Dù thế nào thì cảm ơn em, chúc phúc cho em. Phát ngôn của Cổ Lực Na Trác bị đánh giá là bồng bột, thể hiện IQ thấp. Việc người hâm mộ góp ý bày tỏ nguyện vọng nghệ sĩ họ yêu thích cố gắng hơn là điều dễ hiểu. Na Trác không cảm ơn còn quay lại giận dỗi. Chính cách hành xử thiếu suy nghĩ khiến mỹ nhân Tân Cương dù có ngoại hình đẹp không kém Địch Lê Nhiệt Ba nhưng lại không nhận được sự ủng hộ hùng hậu của fan giống đồng nghiệp. Ngoài ra trong quá khứ, mỹ nhân Tân Cương từng có thời gian bị cư dân mạng tẩy chay vì nói dối. Na Trác chia sẻ cô chưa từng hẹn hò, sợ hãi khi đóng cảnh yêu đương với Hồ Ca nhưng liên tục bị lộ clip ôn hôn với ba người đàn ông khác nhau. Cô cũng từng nói không thích đóng cảnh giường chiếu và khi diễn cảnh hôn đều cần người đóng thế. Tuy nhiên, những cảnh quay bạo dạn từ năm 15 tuổi của Na Trác trên phim trường đã khiến người hâm mộ gọi cô là người đẹp nói dối. Từ đó, cô luôn bị coi là thiếu chân thực, thích diễn vai cô gái thơ ngây, xây dựng hình ảnh trong sáng. Bên cạnh đó, diễn xuất của Cổ Lực Na Trác cũng bị chê là bình hoa di động. Tháng 12 năm 2019, Na Trác còn bị chỉ trích nói tiếng Anh kém, làm xấu mặt giới giải trí Trung Quốc khi tham gia lễ trao giải Mama tại Nhật Bản.
Chính vì vướng nhiều thị phi, Cố Lực Na Trác thừa nhận chỉ trích mạnh mẽ từ cư dân mạng. Tháng 6 năm 2020, nữ diễn viên bật khóc khi chia sẻ về việc bị tấn công, thóa mạ trên mạng xã hội nhiều năm qua. Cố Lực Na Trác sinh năm 1992, khởi nghiệp bằng công việc người mẫu. Cô cao 1m72 và có gương mặt lai xinh đẹp của người con gái xứ Tân Cương. Tần Hoa Xã từng ca ngợi, Cố Lực Na Trác nhờ phim Hiên Viên Kiếm mà có lượng lớn người hâm mộ. Gương mặt đẹp thanh lệ, khí chất thoát tục, hình ảnh nào có Cố Lực Na Trác cũng rất mỹ cảm. Những bộ phim đáng chú ý sau đó của cô có Chuyện Cảnh Sát 2013, Vô Lại Anh Hùng, Toàn Thành Truy Nã, Chia Tay Đại Sư, Tam Quốc Vô Song, Trạch Thiên Ký, Phó Thần Triệu Tử Long. Tháng 8 năm 2015, Cố Lực Na Trác công khai chuyện tình cảm với nam diễn viên Trương Hằng. Tháng 10 2017, cặp sao thông báo đường ai nấy đi sau 2 năm hẹn hò.